Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Scary Teacher Bà Đen. Let's go. Round 4. Wow, có một cái cây ăn thịt người. Ok. Oh Francis, this is my greatest plan ever. All I have to do is insert a picture of the competition and watch what happens. Prepare to be amazed. Oh, my beauty. Now, go grab me some pictures. Bây giờ mình sẽ xem ta đi đâu. Ở đây ông ta có cầm một chiếc máy ảnh camera. Ông ta đang vào ngôi nhà kia. Ok, và mình sẽ chờ ông ta vào trong phòng kia. Và bây giờ thì mình sẽ phải chờ kết quả xem như thế nào. Mặt trăng rất là to. Wow. Đây là một nơi xẻ thịt, có thể là căn phòng của ông Ichiro. Thank you.
get ready to witness real magic. I present to you my magic pet. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Xong rồi, xong rồi. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba. Hello, server. Let's go. ACT1. Đây là một tựa game 3D rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này thì nó vào game hơi chậm một chút, cho nên khi các bạn download game này các bạn phải đợi. Và đây là một tựa game khá là hay. Lúc đầu thì các bạn có thể điều khiển tựa game này hơi khó, nhưng khi chơi một vài lần thì các bạn sẽ điều khiển nó rất là trơn tru. Đầu tiên thì các bạn sẽ đi theo quả bóng này. Các bạn làm rơi quả bóng và các bạn phải chạy theo lấy quả bóng. Khi đó thì các bạn sẽ biết được nội dung của tựa game này như thế nào. Ông ta đánh đập một đứa trẻ, sau đó thì ông ta rốt đứa trẻ đó vào trong nhà. Nhưng khi các bạn vào tìm thì cũng không thấy đứa trẻ đâu. Và đây là chiếc chìa khóa đỏ mà ông ta đang giấu ở trên tầng thượng. Ok. Oh my god, bọn tao vẫn đang đứng ở đây. Tài thật. Rồi, và chiếc chìa khóa đỏ đây rồi. Mình sẽ đặt nó lên. Đột nhập vào trong căn hầm của ông ta. Đây là một căn hầm khá là to và khá là rộng. Let's go. Thank you.
сапоги, бардо жалаповать на мой ног. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, chuyển quân hồ đây. Wow. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ năm của hạng C game. Let's go. That works. Ở đây các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ. Wow, làm một cái mì xoay đều. Ok, đó thành công. Tiếp tục nào, xem đây là gì. Ok. Wow, hơi lệch một chút. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Sleigh Ball, he and six. Let's go. Từ game này thì các bạn sẽ phải đi làm những nhiệm vụ trong từ game này ra. Nó có khoảng rất nhiều phần. Phần 1 của tựa game này thì đó là các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 16 thứ không?
và các bạn sẽ tìm đủ 16 con, rồi các bạn cho vào trong giỏ kia. Khi đủ 16 con, các bạn sẽ chuyển sang phần 2. Anh chàng này nó phát hiện ra mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải đánh với anh ta và trả thẳng luôn. Bay lòng. Và đấy một con. Wow, let's go. Chưa to. Bay lại thôi. Oh my gosh, xịt quá. Ok, một chút. Đây không có gì. Mình sẽ bay vào giỏ đây. Đó các bạn như thế. Sau đó thì đi tìm tiếp và nhập tiếp những con thú bông tiếp theo. Sau đó để đọc vào trong đó. Mình sẽ bay lên đây xong. Cao quá rồi. Wow. Sau đó lại quay lại và nhảy tiếp. Rồi ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Scary Avenue. Once again. Level 1. Cả gia đình vào một ngôi nhà. Oh my gosh. Tại sao chỉ có một mình ở trong căn phòng này? Level 3, xem level 3 là gì nào. Đối đi đâu, đây rồi. Wow, bắt đầu bà ta xuất hiện. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.
Rồi, bye Anna. Cái này các bạn có thể lên xuống tìm ý nhá. Sang trái, phải sang trái. Mà một tựa game rất là đơn giản thôi và cũng khá là hay. Oh my gosh. Không hiểu sao quả đấy mình lại chạm được vào cái dưới này với tài chứ. Rồi, lại quả này nào. Let's go. Cái này là như thế nào đây? Đồ video. Level 2 thôi. Xong được. Lại xem nào. Bắt buộc các bạn phải xem một clip nào đó thì mới chơi được level 2. Rồi ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.